Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spare Room. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tiếp về võ thuật chuyên sâu, điểm mạnh, yếu của võ thuật thời kỳ hiện đại, phần 2. Bài viết được viết bởi tác giả Fighting Styles. Và sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Phần 2 mình sẽ tập trung vào những môn võ khác ngoài võ không vũ trang đã được thể thao hóa. Hay là mã, những môn võ mang tính chất truyền thống, không vũ trang thời kỳ hiện đại. 1. Kung Fu. Kung Fu hay võ thuật Trung Hoa rất là đồ sộ, là phong cách nghệ thuật chiến đấu mang nét văn hóa đặc trưng của quốc gia này. Tuy vậy, nó lại mang màu sắc huyền bí không tương. Mình sẽ chỉ qua 4 môn võ tiêu biểu của dòng võ thuật Trung Hoa. A. Thiếu Lâm. Võ Thiếu Lâm là môn võ cực kỳ lâu đời tại Trung Quốc, vốn có xuất phát từ phương pháp dạy của môn võ Kalaripayattu của Ấn Độ do Bồ Đề Lạt Ma đem đến Trung Quốc và truyền dạy. Điểm đặc trưng dễ nhận ra ở Thiếu Lâm đó là các võ sư bị dây đai bằng da hoặc là vải bó đan xen ở khắp bắp chân và có một cái đầu trọc. Họ xuất thân là sư mà. Thiếu Lâm nổi tiếng với những bài tập luyện khắc nghiệt như là nằm gai nếm mật. Đặc biệt ở bí kíp thứ 72, tuyệt kỹ thiết tí công, ngón tay sắt, dùng ngón tay đập vào các gốc cây, sau tăng lên đập vào đá hay là thiết đầu công, thiết bồ sam, v.v. Cũng như nhiều môn võ bị chính Trung Quốc đàn áp và hạn chế, phải đến mãi tận năm 1950 mới nới lỏng và hồi sinh bằng phương pháp kiểu Wushu, nên rất có thể võ Thiếu Lâm đã chết. Các bài tập của Thiếu Lâm tuy rèn luyện có vẻ rất là khắc nghiệt như cách các quân lực đặc chủng đào tạo, nhưng dường như thiếu khoa học và không phục vụ mục đích chiến đấu như họ. Bây giờ, chùa Thiếu Lâm cũng chỉ còn là một điểm du lịch mang tính thương mại, phương pháp đào tạo nhẹ nhàng hơn mục đích tu luyện cho mọi người. Bonus, những show thể hiện mình đồng ra sắt của Thiếu Lâm chỉ cần áp dụng các phương pháp, yếu tố vật lý thì ngay cả người thường không qua luyện tập cũng có thể làm được như vậy, như là trick của ảo thuật vậy. Những bài tập luyện khắc nghiệt của Thiếu Lâm hay là karate áp dụng vốn chỉ là cách vôi hóa xương cho cứng cáp hơn và chai da cho chết đi cảm giác, không liên quan đến triết lý hay tính giả dược nào cả. B. Vịnh Xuân Quyền. Vịnh Xuân có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau khi sự thành đạt của Lý Tiểu Long trên màn ảnh những thập niên 70 đã giúp quảng bá hình ảnh môn phái khắp thế giới, Vịnh Xuân Quyền từ chỗ chỉ được truyền dạy âm thầm trong các gia tộc trở thành một trong những phái võ được nhiều người biết đến và luyện tập. Nổi bật ở kỹ thuật niêm thủ Vịnh Xuân, kỹ thuật ra đòn lấy nhu khắc cương, đánh ở nhiều góc và áp dụng tốt đối với mộc nhân. Những đòn hand fighting của Vịnh Xuân giống như là cái cách wrestling hay là BJJ thực hiện. Khác với các môn võ Trung Hoa, Vịnh Xuân là một trong số ít những môn võ của quốc gia này thực sự thực hành nghiêm túc thay vì biểu diễn với bài quyền. Robert Downey Jr., diễn viên thủ vai Iron Man, Tony Stark nổi tiếng, cũng từng tập luyện Vịnh Xuân cho mục đích cải thiện sức khỏe và tinh thần sau khoảng thời gian cai nghiện. Phim Sherlock Holmes của ông cũng có sử dụng kỹ thuật Vịnh Xuân để thể hiện kỹ thuật pugilism của Anh Quốc thời đó. Hầu hết thông tin lịch sử môn phái đều được truyền miệng giữa các đời truyền nhân, nên có rất nhiều khác biệt giữa thực tế và giai thoại mang tính truyền thuyết. Có thể, Vịnh Xuân từng là một cuộc cách mạng, nhưng giờ đây, nó lại dậm chân tại chỗ và trở nên thụt lùi so với các môn võ khác. Các cú đấm và đá của Vịnh Xuân Quyền thiếu đi sức mạnh hạ gục, phân phối ở vị trí đẩy tĩnh, gây lãng phí sức và di chuyển chậm chạp. Footwork gần như bất động, cứng nhắc mà thân trước tiếp xúc trực tiếp với đối phương. Thế tấn tĩnh lại lộ thân trực diện, khiến những đòn bắt vật dễ dàng đối phó với Vịnh Xuân. C. Tùy Quyền. Túy quyền hay túy bát tiên quyền là những bài quyền mang đặc trưng riêng mà lối thi triển hình tượng của người say rượu. Đặc trưng bởi phong thái say rượu, phong cách của môn võ này là những kỹ thuật di chuyển, tiến thoái bộ pháp có tính điêu luyện, đạt mức độ chính xác tuyệt vời. Mục đích của môn võ này chỉ đơn giản là tạo cho địch thủ bị vô phương hướng và luống cuống. Boxing cũng có một kiểu đánh giống như là vậy, khác với các thế thủ cơ bản giơ hai tay thủ, thì Drunken Boxer thường thả lỏng và buông sóng tay, nhưng di chuyển đầu và chân một cách rất là ngẫu hứng có chủ đích, có thể tung đòn chính xác đến bất cứ lúc nào. Do kỹ thuật chỉ là bắt chước kiểu đi loạng choạng của người say rượu, chứ không phải là uống rượu và múa võ,
nhưng xem chừng đánh không theo một lối kỹ thuật chính xác, mang tính biểu diễn nhiều hơn nên thường không phát huy được sức mạnh, tác dụng của đòn ra, bởi nó đòi hỏi người tập phải nhanh nhẹn và linh hoạt. Thái cực quyền. Thái cực là một thuật ngữ triết học Trung Hoa, tuy nhiên thì mình chỉ đề cập đến môn võ thái cực quyền mà thôi. Thái cực quyền là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc, với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hòa hơi thở. Thái cực quyền có hai tác dụng. Tác dụng dưỡng sinh, giúp điều hòa hệ hô hấp, tuần hoàn và thần kinh rất tốt. Và tác dụng tự vệ với chân lý, người nhỏ con cũng có thể đánh bại được kẻ to lớn. Thái cực quyền vốn nổi tiếng ở Việt Nam thông qua các tác phẩm của cố tiểu thuyết gia Kim Dung. Những chân lý, triết lý, vận động như chân thay theo sự vận động của eo, lấy eo làm chỗ dựa, hay là trong ngoài hợp nhau, tâm ý khí lực là một, đều là những triết lý hay. Có điều, tác dụng tự vệ cực kỳ phi thực tế, nhất là việc mượn sức đánh sức, hay là người nhỏ có thể đánh lại được kẻ to lớn là không tưởng. Nó không phải như hình tượng hóa cái cách Lý Liên Kiệt đánh bại đô vật to con hơn trong phim Fearless. Bởi nếu không thì các giải đấu chuyên nghiệp không phân ra các hạng cân. Tư Hiểu Đông cũng chính là người đã chứng minh việc võ sư thái cực không thể chỉ dùng một tay để phá bỏ được kỹ thuật Rear Naked Choke, khóa nghẹn cổ của BJJ, như ông ta nói. 3 giây bị khóa cổ là đã choáng váng, không tới 10 giây là bất tỉnh rồi. Võ thuật Kung Fu Trung Hoa nói chung còn rất nhiều môn võ đặc trưng như là môn võ bắt chước thế động vật, hạc quyền, xà quyền hay các môn võ lai mới như là Sanda, tán thủ. 2. Aikido. Aikido hay là hợp khí đạo là môn võ hiện đại của Nhật Bản, thường được dịch là cách hợp nhất với năng lượng sống hoặc là phương pháp hài hòa tinh thần, và đôi khi nó còn được coi như là môn võ mang tinh thần võ sĩ đạo. Có thể thấy, giữa Aikido và Thái cực quyền, chúng có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên thì Aikido tập trung vào kỹ thuật ném, lấy nhu khắc cương hơn là các kỹ thuật đánh tay không. Aikido cũng là môn võ rất an toàn khi dạy môn sinh, học cách làm thế nào để ngã hoặc là lăn an toàn. Mục tiêu luyện tập thể chất trong Aikido là điều hòa, thư giãn, linh hoạt, sự bền bỉ, cũng như điều chỉnh vận động đúng của các khớp xương như là hông, vai, hơn là chú trọng đến việc tập luyện sức mạnh. Nhưng cũng như Thái cực quyền, Aikido chỉ tập trung vào các bài tập nhẹ, mô phỏng, mang tính triết lý giáo điều, phục vụ mục đích điều hòa hơn là đối kháng. YouTuber Martial Art Journey từng mở lớp dạy Aikido, nhưng sau đó anh quyết định đóng cửa để chuyển qua học MMA sau khi nhận ra sự kém cỏi của Aikido trong đối kháng và tự vệ. Lời khuyên của anh rằng chỉ nên học Aikido cho mục đích tinh thần thay vì đối kháng để phục vụ đúng bản chất của nó. 3. Sumo. Sumo là một hình thức đấu vật tiếp xúc lẫn nhau mang tính cạnh tranh. Trong đó, một rikishi, đồ vật, cố gắng đẩy đối thủ của mình ra khỏi vòng tròn thi đấu hoặc ép đối thủ chạm mặt đất bằng bất kỳ bộ phận cơ thể nào ngoài lòng bàn chân. Thường là bằng cách ném, đẩy hoặc ép đối thủ xuống đất. Đặc điểm nhận ra dễ dàng nhất ở môn võ vật này chính là các đồ vật thay vì luyện tập sức mạnh cơ bắp thì họ lại tìm cách tăng cân. Nhưng khác là họ tìm cách tăng mỡ dưới da, không phải mỡ nội tạng, nên họ không bị mắc bệnh béo phì như những người thừa cân với mỡ nội tạng thông thường. Trận đấu sumo diễn ra trên một sàn đấu với phạm vi trong một vòng tròn, chỉ đơn giản là hất đẩy đối thủ ra khỏi sàn hay khiến họ mất thăng bằng mà ngã thì thắng. Kỹ thuật quá là đơn điệu, không có những đòn check down hạ gục, lại cần phải thật thừa cân. Không quá khó hiểu kỹ thuật sumo chỉ hợp để solo giữa những đồ vật sumo. Nhưng ban đầu, nó cũng không ra giả về việc thực chiến mà như một nét văn hóa có liên quan tới thần đạo của Nhật Bản, nên mình coi sumo cơ bản không tồn tại hay từng phục vụ cho bản chất võ thuật. Việc lấy cân nặng để lấy vị thế, nhưng không phát triển kỹ thuật khác thì xem ra hạng cân siêu nặng của UFC vẫn tốt hơn đấy. 4. Capoeira. Capoeira là một môn võ thuật được phát triển bởi người nô lệ Brazil gốc Phi. Capoeira được biết đến với các động tác nhào lộn phức tạp, thường liên quan đến việc chống tay xuống đất và sau đó đá ngược. Kỹ thuật footwork Ginga nhấn mạnh vào các động tác chảy hơn là các tư thế cố định. Giống như Taekwondo thể thao hiện đại, Capoeira chỉ có kỹ thuật đá do các nô lệ thời đó bị còng tay.
Lý do cho việc phong cách Capoeira giống như động tác nhảy múa kiểu hip hop và nhào lộn giống như là parkour bởi các nô lệ người da đen thời này bị cấm tập võ, nên điệu nhảy và âm nhạc thường được đưa vào hệ thống để che giấu đi sự thật rằng họ đang luyện tập các kỹ thuật chiến đấu như một cách ngụy trang. Có thể, cách ngụy trang này sẽ khiến các cú đá trở nên khó đoán hơn. Cũng bởi việc những người nô lệ da đen bị hạn chế bởi thực dân Tây Ban Nha, bị còng tay không thể phát triển được kỹ thuật đấm, ngăn cấm tập võ khiến phải ngụy trang thành điệu nhảy, khiến môn võ này không thể nào thực chiến chết người như những gì báo chí nói. Cú đá duy nhất được đem áp dụng vào MMA là cú đá chống tay xoay thân đá vòng cầu. Hầu hết các cú đá Capoeira buộc các Capoeirita phải chống tay xuống đất để tung đòn đá, tốc độ đòn đá cũng không nhanh, lại phụ thuộc vào một lối footwork Ginga hở mặt và thân trên. Dù di chuyển nhiều, nhưng lại chỉ di chuyển qua lại gần như là từ A đến B, rồi lại B đến A. Các cú nhào lộn cũng khó tập trung lại tốn thể lực. 5. Vô Vi Nam. Vô Vi Nam hay là Việt Võ Đạo là môn võ Việt Nam. Vô Vi Nam phát triển dựa trên môn vật cổ truyền, là một môn võ lai lai giữa các võ thuật Trung Nhật Hàn. Giống với phong cách karate, đá taekwondo và các vũ khí như môn võ Trung Hoa, Vô Vi Nam bao gồm phần võ thuật như là thế đấm, đá, gạt, đỡ, gối, trỏ, vật, đòn chân, khóa xiết, v.v. Và phần binh khí như việc sử dụng và chống đỡ kiếm, đao, côn, thương, dao găm, súng trường, mã tấu, v.v. Đặc trưng nhất của Vô Vi Nam là bộ võ phục xanh lam có biểu tượng phái võ ở trên ngực trái. Kỹ thuật Vô Vi Nam thực sự ngoài đòn bay chân kẹp cổ chứ danh thì gần như phong cách đánh tay không và tập luyện giống hệt karate và kung fu. Vũ khí thì giống như nhiều môn võ Trung Hoa khác. Vô Vi Nam và bản thân các võ thuật cổ truyền Việt Nam chịu ảnh hưởng từ võ thuật Đông Á hơn là Đông Nam Á. Môn võ khu vực đất liền Đông Nam Á theo lối kickboxing môn võ Muay nhiều hơn. Còn phía nam quần đảo Malay, Indo và Philippines lại mang đậm nét Silat. Vô Vi Nam ở Việt Nam dường như tập trung nhiều vào các bài quyền hơn là phong cách đối kháng Vô Vi Nam tại Pháp. Bởi tại đây, họ đánh đối kháng và bắt vật tốt. Rất khó để đánh giá bản chất của Vô Vi Nam. Bởi một phần, những thông tin có được về trận đối kháng Vô Vi Nam với hình thức võ thuật khác lại là quá chung, lại không đa dạng, chỉ có kickboxing hoặc là boxing. 6. Dabe. Dabe có phần khác biệt so với các môn võ kể trên là một môn võ của người Hausa ở Nigeria, vùng Tây Phi, thường được tổ chức ở những kỳ lễ hội sau thời điểm thu hoạch. Có nguồn cho rằng ban đầu được các đồ tể tổ chức. Dabe đơn giản có một kỹ thuật đấm nhưng lại đơn điệu hơn so với boxing, chỉ đấm một tay, tay kia làm đơ trước để thủ. Trong đó tay đấm được gọi là giáo, thường quấn vải hoặc dây, trước còn được trộn nhựa với mảnh kính để tăng sát thương. Tay thủ còn được gọi là khiên, thường cua trước mặt hướng về đối thủ. Dù truyền thống hay đã có giải đấu hiện đại hơn, văn hóa của môn võ này vẫn phải có âm nhạc bộ gõ và thánh ca đi trước các cuộc chơi, giống như là nghi thức của Muay Thái và Capoeira. Thế đứng về nắm đấm đơn của võ sĩ Hausa có hình ảnh giống với các hình ảnh minh họa của các võ sĩ Ai Cập và Hy Lạp cổ đại. Điều này gây suy đoán rằng quyền thuật Dabe Hausa có liên quan trực tiếp đến boxing Ai Cập cổ đại. Và ai ảnh hưởng đến ai luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Nhưng lập luận được ủng hộ bởi giả thuyết rằng người Hausa từng sống xa hơn phía đông về phía Sudan giáp với Ai Cập. Điểm bất lợi của Dabe chắc chắn sẽ giống và có phần yếu hơn nhiều so với boxing hiện đại. Chỉ dùng tay sau, giáo để đấm, tay khiên trước lại có xu hướng bất động nhưng lại không được dùng để che chắn mặt hay bụng. Khả năng cao nếu chỉ đấu với một boxer có kinh nghiệm sẽ không có khả năng thủ trước những đòn tổ hợp đấm đơn giản, chứ chưa nói đến những đòn đá uy lực hay là bắt vật. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!